Vụ tai nạn của chuyến bay 302 thuộc hãng không Ethiopian Airlines khơi lên lại những câu hỏi về sự an toàn của máy bay Boeing 737 Max 8, một trong những mẫu máy bay đang được sử dụng khá phổ biến hiện nay. Máy bay rơi hôm 10 tháng 3 bên ngoài Addis Ababa giết chết tất cả những người trên máy bay. Cùng mẫu máy bay này, được hãng hàng không Lion Air sử dụng đã rơi gần Indonesia vào tháng 10 năm ngoái, làm tất cả 189 người trên máy bay thiệt mạng. Hiệp hội Phi công hàng không Argentina đang ra lệnh cho các thành viên của mình không dùng máy bay Boeing 737 MAX sau hai vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến mẫu máy bay này trong năm tháng qua. Hãng hàng không nhà nước Aerolinas Argentinas là công ty duy nhất trong cả nước vận hành 5 chiếc máy bay 737 MAX được sử dụng cho các chuyến bay trong khu vực. Cổ phiếu của Boeing sụt giảm hơn 5% vào ngày 11 tháng 3 sau khi Trung Quốc, Indonesia và Ethiopia ra lệnh cho các hãng hàng không cầm máy bay Boeing 737 MAX cất cánh hãng hàng không Southwest, Air Canada và United Airlines có nhiều máy bay 737 MAX 8 nhất. Không hãng nào trong số ba hãng này dự định cầm máy bay của họ cất cánh.